Cách sử dụng Madronic Spa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Madronic Spa. Madronic Spa này nó sẽ xài chung kết hợp với hai dòng gel, gel trắng này và gel xanh. Và gel trắng này tương thì nó có số máy trong đấy này, khi mình khởi động lên nó sẽ có hiện lên tất cả đó là năm số như thế này, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và mỗi số nó có mỗi dấu chấm như thế này tương đương là mỗi phút. Thì cái gel đầu việc mình chạy đầu máy đầu tiên đó là mình chạy với phần gel trắng như thế này, tương đương đó là mình sẽ chạy vào số 1 như thế này, mình sẽ làm sạch da mình đi, sau đó là mình sẽ xịt khoáng vô cái phần mặt của mình chạy. Và cái gel trắng này mình có thể kết hợp mình chạy được tới từ số 1 và số 4 luôn, nhưng mà số 1 nó chỉ là 2 phút thôi, đó là mình sẽ chạy vòng nửa mặt trước. Còn những đó là những bạn nào mà chưa quen tay thì mình sẽ chạy nửa mặt trước, xong sau đó mình sẽ chạy nửa mặt tiếp theo. Còn những bạn nào mà đã quen tay rồi, mình chạy thẳng luôn vào số 4 như thế này, đó là 5 phút thì mình sẽ chạy toàn bộ mặt. Thì mình việc đầu tiên mình sẽ chạy nửa mặt trước cho mọi người quan sát, là mình sẽ chạy số 1. Đó là mình sẽ cho gel lên nha. Mình cho gel đều lên lên máy, sau đó là mình sẽ tán đều lên cái phần nửa mặt của mình để mình chạy nha. Vì lần này video đầu tiên hồi nãy là mình đã làm sạch da và là vừa rồi mình đã xịt khoáng rồi. Khi mọi người tán đều lên như thế này là mình tán đều một, tại mình chạy nửa mặt trước thì mình sẽ tán đều phần gel nửa mặt trước như thế này. Sau đó là mọi người nên cho, tại vì đây là máy Madronic sử dụng dòng điện một chiều nên là mình sẽ cho nước thấm vào tay mình và áp sát vào này để cho dòng điện nó phát ra nha. Cho dòng điện nó sẽ chạy nè. Và đó là sẽ khởi động máy lên. Và nó sẽ hiện lên là số 1 nè. Mình sẽ đặt lên như thế này. Là mọi người sẽ nghe từ tiếng một tiếng tít. Và mọi người lưu ý là máy mình đưa là mình sẽ đưa từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên. Từ trong ra ngoài nha. Khi mọi người thấy máy mà, tại vì khi mà gel á, và khi mọi người thoa gel lên như thế này và mình sẽ xịt khoáng để cho cái gel nó không có bị rít ra, nó sẽ mướt như thế này, nó sẽ đi thì nó rất là nhẹ tay như thế này. Và mọi người chú ý là mình đi ngay chỗ có mũi, mình sẽ đi từ trong ra ngoài. Và khi mình đi đưa lên thì mình đưa là nó chầm tay mạnh xíu, nhưng mà khi mình đưa xuống thì mình sẽ đưa nhẹ nhàng thôi, tại vì nếu mà mình mà đưa xuống mạnh quá thì các ma thì hiện nó sẽ da mặt mình sẽ bị sệ nha. Hiện tại là mình đang là nâng cơ mặt nha. Những bạn như mình đang sử dụng thì khi mình sử dụng cho chính mình thì mình không cần thiết mình phải đặt tay lên bề mặt da của mình, nhưng lưu ý với mọi người là nếu mọi người mà sử dụng cho người khác thì cái tay còn một tay cầm máy như thế này mình sử dụng, còn một tay còn lại sẽ đặt lên bề mặt của một cái người mà mình đang chạy máy á, thì khi lúc đó thì dòng điện nó sẽ chuyển từ tay này qua tay còn lại của mình, và sẽ khi mình để lên mặt thế này thì dòng điện nó sẽ chạy vào mặt của mình thì hoạt máy nó mới hoạt động được. Còn nếu không thì nếu mà người xài mà nó không nghe tiếng tít thì lâu lâu không nghe tiếng tít như vậy là máy nó đang không hoạt động nha. Còn nếu mình chạy cho mình thì mình không cần thiết mình phải đưa lên bề mặt của mình đâu, tại vì mình chạy chính cho chính mình này, dù nguồn điện nó đang trong người mình này. Còn những mình chạy cho người khác thì mình bắt buộc mình phải đưa cái tay còn lại của mình lên bề mặt của người đó thì lúc đó thì máy nó mới chạy được. Và mọi người chạy một khoảng trong vòng 2 phút thì máy nó sẽ tự động nó tắt đi và mọi người sẽ nghe tiếng tít, nó tiếng tít dài như thế này là máy đã ngưng hoạt động. Đã máy đã hoàn thất xong như thế này. Và sau khi mình chạy máy xong mình sẽ rửa mặt của mình sạch đi, và sau đó là mình sẽ là mình lau sạch, là mình sẽ rửa sạch cái đầu cọ này luôn nha mọi người. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho tiếp tục gel xanh này để chạy vào số 2 dành cho gel xanh. Sau khi mình chạy mặt một nửa mặt mình rửa sạch, xong rồi mình chạy nửa mặt tiếp theo, khi mình chạy xong đó mình sẽ tiếp tục chạy gel xanh. Mình sẽ cho rửa đầu cọ, rửa cái đầu máy sạch nha mọi người. Đó, sau khi đó mình sẽ cho gel lên. Gel như thế này là mình sẽ tán đều vẫn giống như cái gel đầu tiên, gel trắng vậy đó.
mình sẽ tán đều nửa mặt. Tán đều nửa mặt như thế này. Và chúng ta sẽ chạy keo xanh này, chúng ta sẽ chạy hai số, số 2 và số 3. Số 2 tương đương là 2 phút và chạy nửa mặt trước, còn những bạn quen tay thì mình sẽ chạy số 3, đó là 5 phút luôn. Khi tán liệt xong mình sẽ khởi động máy. Mọi người lưu ý nha, tay mình phải có nằm ẩm nha. Như thế này. Mình phải động máy lên thì số 1 trước, sau đó đó là số 2, bắt đầu mình đưa lên mình chạy. Nghe từ chết như thế này.